Cách đây trước một tuần chúng ta đang dừng ở đâu ạ? À? Mở tập dùm thầy với ạ. À. Trước đây một tuần chúng ta đang dừng ở đâu rồi các bạn ơi? Em ơi, hình như là bên 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 mấy bạn đang bị mạng hay sự cố gì rồi. Cho thầy hỏi lại là tuần trước là chúng ta đang dừng ở đâu rồi ạ? Dạ, tới kỹ năng phục vụ nụ cười. Kỹ năng phục vụ con người, đúng không ạ? Ok, đó là bài mấy ạ? Chương 3. À, chương 3. Ủa, các bạn nghe thầy có rõ mà, hồi nãy có một vài bạn nói như là tín hiệu nó bị rung 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 rung. Dạ rõ rồi thầy ơi. Ok. Kỹ năng phục vụ con người, mình đã đi qua phần thái độ chưa các bạn? Dạ rồi, hôm nay tới nụ cười thầy, nụ cười. Ok. Rồi các bạn đợi thầy chút xíu nha. Cà rốt thôi, em share quyền host cho thầy với cà rốt thôi. Dạ hết hay cô hết thầy? Host để thầy share bài á. Dạ cô hết. Rồi rồi thầy share được rồi, thầy share rồi. Cảm ơn em, thank you. Ok, chúng ta đã đến phần này chưa các bạn? Chúng ta đến phần này chưa ạ? Đến phần 1 xong chưa các bạn? Dạ rồi. À ok rồi. Xong hết này luôn rồi đúng không ạ? Dạ. Qua đến phần này chưa ạ? Dạ rồi luôn. À, chúng ta tới nụ cười đúng không ạ? Dạ. Ok. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu tiếp chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng và chúng ta sẽ đi đến phần về nụ cười. Chúng ta mình thôi, các bạn đã được chích vaccine rồi ạ. Tôi nói các bạn nào được chích vaccine chưa ạ? Dạ chưa thầy ơi. Ồ, chưa ai luôn hả? Ok, rồi các bạn yên tâm, các bạn chuẩn bị sơ lược là đối tượng được ưu tiên tiếp theo trong cái chương trình mà chích vaccine. Okay. Rồi, chúng ta sẽ trước khi các bạn bắt đầu qua chương trình thì chúng thầy sẽ có một cái đoạn clip để các bạn chúng ta cùng xem, đúng không ạ? Rồi, các bạn cùng xem.
đối với nụ cười thì đối với ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn thì đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng, cũng như nó đóng cái vai trò tối cần thiết khi các bạn làm ngành này. Một cái mà vui vui khi mà thầy làm, mà thầy hay đi cho những cái buổi mà tư vấn tuyển sinh cho các cái trường về ngành du lịch nhà khách sạn, thì thầy hay hỏi các bạn học sinh ở các cái bạn đang học ở các chương trình phổ thông, hoặc là các bạn đang học những cái trường trung cấp chuyên nghiệp, thì thầy hỏi là các bạn có thích đam mê cái ngành này hay không. Và có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho thầy là thầy ơi, nếu như tụi em muốn học ngành này, tụi em cần cái gì, đúng không ạ? Cái đầu tiên mà thầy nói là cái quan trọng là em phải cần có nụ cười. Những ai không biết cười thì không làm được ngành này. Hoặc nếu bây giờ bạn có thể bạn không biết cười, nhưng nếu như bạn là một người chịu lắng nghe và chịu cười, thì chắc chắn bạn vẫn có thể làm được ngành trong tương lai. Còn những ai mà nhắm rằng là mình cứ bảo lưu cái quan điểm của mình rằng là suốt cuộc đời này tôi không thích cười, và nụ cười đối với tôi là một cái gì đó nó xa xỉ phẩm, đúng không? Thì chắc chắn bạn sẽ không thể làm ngành này được, bởi vì đây là một thứ không thể thiếu trong ngành dịch vụ. Bạn cứ nghĩ đi ạ. Khi các bạn đến với một nơi nào đó mà các bạn ví dụ bạn đến nhà hàng, hay bạn đến một khách sạn, hay bạn đi một resort nào đó, bạn trả tiền để bạn sử dụng dịch vụ ở cái nơi đó, nhưng mà bạn bước chân vô, bạn thì vui vẻ, vui tươi, cười với nhân viên, trong khi nhân viên đáp lại với bạn là gì ạ? Một cái bộ mặt rầu rĩ, chẳng một nụ cười. Bỗng dưng cái resort đó, cho dù có đẹp cách mấy chăng nữa, phòng có xịn cách mấy, view có đẹp, tất tật mọi thứ, nhưng cái mà bạn cảm thấy đó là một sự nồng nhiệt của nhân viên, làm cho bạn cảm thấy không được chào đón ở chính nơi này, mặc dù bạn đang trả tiền nuôi sống bản thân những người nhân viên đó. Vì vậy, với thầy, khi mà thầy tuyển dụng nhân viên hay là thầy đang đi hướng nghiệp cho các bạn học sinh sinh viên, thì thầy hay nói với các bạn một câu rằng là nếu như bạn muốn làm ngành này, hoặc là bạn muốn cải thiện bản thân của mình, thì bạn chọn ngành du lịch là một ngành chính xác. Bởi vì ngành du lịch đòi hỏi cái nụ cười và cái sự thân thiện. Ngành này nếu như bạn không cười thì bạn đừng làm ngành này. Đây là một cái mà thực tình rất là thực tế và rất là chân thật. Nó khá là cụ thể, nó sẽ cũng không phải khá là trừu tượng. Ví dụ như nếu như bạn học những cái ngành về lập trình đi, người ta đòi hỏi bạn là phải có cái đầu óc về logic này nọ, bạn nghe nó hơi trừu tượng chút xíu, thế nào logic. Nhưng mà đối với ngành du lịch, ngành nhà hàng khách sạn nói chung và ngành dịch vụ du lịch nói riêng, thì rất cụ thể, đó chính là nụ cười. Một cái mà hầu hết chúng ta đã và đang có sử dụng nó không ít thì nhiều hàng ngày, đúng không? Vì vậy đối với những bạn trong lớp mình, những bạn nào hiện tại bây giờ không có cái thói quen nở một nụ cười khi các bạn bắt đầu một cuộc giao tiếp, hay là bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện với ai đó, thì chúng ta bắt đầu có thể tập để chúng ta có thể rèn luyện cái tính. Bạn có nghĩ là mỗi sáng sớm mà một bạn đi làm đi, bạn với một cái tinh thần rất là uể oải, bạn bước vô, bạn gặp những người đồng nghiệp cũng uể oải giống như bạn, bỗng nhiên người ta nói hỏi là gọi là một cái hiệu ứng dây chuyền, tất cả mọi người sẽ cùng uể oải chung với nhau. Nhưng nếu như bạn bước vô, bạn gặp một người với một nụ cười rạng rỡ, cười tươi rói, người ta gọi là cười tỏa nắng á, bỗng nhiên đâu đó bạn cũng được tiếp và truyền thêm năng lượng rất là nhiều. Thì đó được gọi là sức mạnh của nụ cười, cũng như qua cái đoạn clip vừa rồi mà thầy cũng đã chia sẻ với các bạn, đúng không? Như các bạn nên nhớ là chúng ta nên cười đúng lúc và đúng chỗ nha. Không nên cười vào những trường hợp nào. Ví dụ như là gì ạ? Khách hàng đang đi trên đường, bỗng nhiên khách hàng bị trượt cái gì đó đi, khách hàng té, cái các bạn đứng các bạn cười, như vậy nó không có phù hợp, nó không đúng với cái văn hóa trong cái vấn đề giao tiếp của chúng ta. Hoặc là khi khách hàng đang cầm lên bạn một cái vấn đề nào đó mà bạn đang cầm lên rất là hăng say, đang rất là bực bội, bỗng nhiên bạn nở một nụ cười thật tươi khách hàng, và thời điểm đó nụ cười của chúng ta đặt cũng không đúng lúc và đúng chỗ luôn, đúng không? Vậy các bạn thấy đó là cái mà chúng ta cũng cần lưu ý lại trong cái việc sử dụng nụ cười, đúng không? Rồi, ngoài ra thì nụ cười, khi các bạn sử dụng nụ cười thì bạn nên nhớ rằng là chúng ta sẽ phải là luôn luôn chủ động mỉm cười với khách hàng trước. Các bạn nên nhớ khách hàng, tại sao họ dùng, chúng ta dùng từ khách hàng ở đây mà chúng ta không dùng những cụm từ khác. Một cái chia sẻ của thầy dành cho các bạn rằng là
khi thầy đi làm ở các cái nơi khác nhau thì họ hay gọi nhân viên của mình bằng nhiều cái thuật ngữ khác nhau. Ví dụ như có nơi gọi nhân viên mình là staff. Bạn biết từ staff không ạ? Có ai biết từ staff không ạ? Dạ biết. Ok, từ staff. Dịch ra tiếng Việt từ staff có nghĩa là nhân viên. Một vài nơi gọi nhân viên của mình là employer, hay còn gọi là người lao động, đúng không ạ? Còn một vài nơi á, họ gọi nhân viên một cái từ nó nghe hơi hơi dịch giả, tức là worker, là công nhân hoặc là nhân viên đều được các bạn ha. Nhưng có một vài nơi thầy làm á, họ gọi nhân viên với cái từ như sau. Thầy đang chat ở trong cái khung chat á, các bạn hãy cho thầy biết là từ này có nghĩa là gì ạ? Họ gọi nhân viên một từ. Bạn dịch tiếng Việt giùm thầy với ạ. Chủ nhà. À, chủ nhà. Đây là điều mà thầy rất là thắc mắc khi thầy đi làm ở một thương hiệu quốc tế. Khi thầy được bước vô, thầy được gọi là host. Thầy rất là thắc mắc, thầy nói, ủa, em đi làm, chứ em làm chủ nhà gì đây? Đây là cái resort, chứ đâu phải là cái nhà của em. Đúng không ạ? Thì anh giám đốc nhân sự, anh nó mới giải thích với thầy như sau. Lý do tại sao thương hiệu quốc tế này gọi tất cả nhân viên mình là host nhằm một mục đích. Mong nhân viên nhớ rằng cái nơi bạn đang làm việc chính là cái resort, chính là nhà của các bạn. Và khách hàng chính là khách đến chơi nhà. Vì vậy các bạn hãy đặt trường hợp lại, nếu ở nhà các bạn có khách đến chơi nhà, thì các bạn phải tiếp đón rất là niềm nở, rất là thân thiện, rất ân cần, đúng không ạ? Có thể khách đó là của phụ huynh các bạn, khách đó là của anh chị các bạn, hoặc là khách đó là chính là của các bạn. Thì các bạn khách đến chơi nhà thì các bạn thấy các bạn tiếp đón như thế nào? Vì vậy đó chính là cái tên tiếng Anh mà một trong những cái tập đoàn quốc tế mà thầy đã từng làm, và họ gọi nhân viên của mình là host, không gọi nhân viên mình là staff hoặc là employer. À, đây là một cái mà thầy cảm thấy rất là bất ngờ và rất là ngạc nhiên. Vì vậy các bạn thấy đối với một cái vai trò của một người chủ nhà khi khách đến thì mình luôn luôn là mỉm cười với khách hàng trước. Có một bạn nhân viên ở vị trí là doorman, cái người đứng mở cửa đó các bạn. Khi mà thầy training bạn ở trong khách sạn thì bạn mới có hỏi thầy một câu. Em thường xuyên đứng mở cửa cho khách hàng. Em luôn luôn chủ động mỉm cười khách, quan sát khách từ xa, và khi khách gần tới khoảng 2 bước chân là em đã mở cửa rồi. Và em luôn luôn chào đón khách với một nụ cười thân thiện. Nhưng có rất nhiều khách ở tại khách sạn vài ngày, lần nào họ ra vô em đều rất vui vẻ, vui tươi và cười với họ. Nhưng cái em nhận lại họ đó là một sự lạnh lùng thờ ơ, thậm chí không thèm đếm xỉa tới em luôn. Vậy em có nên chủ động cười tiếp hay không? Đây là một câu hỏi rất chân thật các bạn. Và sau này các bạn sẽ gặp điều này rất hiển nhiên và rất là thường xuyên. Thầy xin trả lời cho cái câu hỏi này, đó chính là các bạn vẫn phải luôn chủ động mỉm cười với khách hàng trước. Các bạn thấy là có nhiều bạn nói, ủa thầy ơi, vậy tại sao cái mối quan hệ hay là cái mối giao tiếp của khách hàng với nhân viên nó bị bất bình đẳng? Đúng thật sự các bạn. Bạn nên nhớ là chúng ta coi khách hàng là ai ạ? Khách hàng chính là Thượng Đế. Thượng Đế với người phục vụ Thượng Đế cao hơn một bậc, đó là điều hiển nhiên. Vì vậy, người phục vụ được phải cười với Thượng Đế, còn chuyện cười lại với Thượng Đế, cười lại với người phục vụ hay không, đó là chuyện của Thượng Đế, đúng không ạ? Chúng ta không có quyền được bắt. Ví dụ như bạn cười với khách xong, khách lướt ngang xong, khách ham thèm cười, cái bạn vỗ vai khách, bạn nói, anh chị ơi, hồi nãy em mới cười với anh chị vui lòng cười lại với em đi, là không có được, đúng không ạ? Thì các bạn thấy đó là một cái mà chúng ta cũng cần lưu ý khi chúng ta trong vấn đề mà chúng ta giao tiếp với khách bằng nụ cười. Đây là một trong những cái tiêu chuẩn đầu tiên để tuyển chọn một cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà và khách sạn. Bởi vì bạn thấy chúng ta làm ngành dịch vụ là cái làm một cái ngành mà chúng ta phải giao tiếp với con người rất là nhiều. Chúng ta không phải là một anh kỹ sư. Các bạn cũng sẽ không phải là một anh bác sĩ. Bạn thấy là không biết các bạn có đi khám bác sĩ, hoặc là các bạn mùa này thì chắc hạn chế đi khám bác sĩ rồi ha. Nhưng mà trước đây bạn nhớ là nếu một vài lần bạn phải đi khám bác sĩ, bạn bước vào một vài bệnh viện đi ạ,
Thật tình mà nói, cái tỷ lệ bác sĩ nở nụ cười với bệnh nhân thực tế là rất là ít và rất là thấp. Mà mặc dù dịch vụ bệnh viện cũng là một dịch vụ làm gì ạ? Cũng là một ngành dịch vụ. Và vì vậy bạn thấy là tùy theo ngành nghề và cái đối tượng có được hiểu về cái vai trò và giá trị của ngành nghề mình đang làm hay không, mà họ sẽ có những cái tiêu chuẩn tuyển dụng hoàn toàn khác nhau. Rồi, chúng ta đi tiếp hai ý cuối cùng ạ. Và các bạn thấy là chúng ta sẽ luôn luôn duy trì nụ cười với khách hàng bất kể thái độ khách hàng đáp lại với chúng ta như thế nào, và mỉm cười với cái tâm để thể hiện sự chào đón khách hàng. À, các bạn viết xong chưa? Dạ rồi thầy. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi. À, các bạn thấy giá trị của nụ cười không ạ? Cực kỳ là to lớn. Ở một vài nơi mà thầy đã từng làm thì ở trong những cái khu vực thay đồ của nhân viên thì luôn luôn có một cái câu được dán ở trong phòng thay đồ của nhân viên, đó là tất cả những gì ở bên ngoài hãy cất vào locker, cái tủ để đồ của mình đó các bạn, và hãy nhận lại nó sau khi hết ca làm việc. Câu này nó có hai nghĩa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng các bạn. Nghĩa đen là bạn cất những cái vật dụng, ví dụ như giày dép, quần áo, túi xách của các bạn, bạn mang từ bên ngoài vào khách sạn thì bạn sẽ cất vào trong đó để bạn bước ra, bạn mặc đồng phục và bạn bắt đầu làm việc. Còn một cái nghĩa bóng ở đây đó chính là bạn cất luôn một thứ rất quan trọng, đó chính là tâm trạng của các bạn. Bạn phải cất luôn cả cái tâm trạng của các bạn. Có thể bạn buồn bực vì rất rất nhiều chuyện với cuộc sống bên ngoài, bạn cảm thấy không vui, vì vậy bạn hãy cất nó luôn vào bên trong rồi, và bạn chỉnh trang trang phục và bạn bước ra phục vụ khách. Một khi bạn đã bước ra phục vụ khách thì bạn sẽ luôn luôn trong tư thế vui vẻ, vui tươi và sẵn sàng, đúng không ạ? Và khi nào bạn phục vụ xong, đến phòng thay đồ của mình, mở tủ, lấy bộ đồ, lấy lại cái tâm trạng buồn của các bạn gắn vô rồi đi về buồn tiếp. Đúng không ạ? Thì nói một cách nó hơi vui vui cho các bạn nghe một chút xíu, nhưng mà nếu như bạn làm ngành này, sáng sớm mà bạn bước vô ca mà bạn làm việc mà mặt bạn nhăn nhó, quản lý có thể cho bạn nghỉ ca đó, bạn về luôn. À, nghe nghe sướng ha, một trong những lý do được nghỉ về có lý do đàng hoàng đó chính là mặt nhăn nhăn. Ok. Hoặc là bạn sáng sớm nay bạn cảm thấy tinh thần mình không ổn định cho lắm, có thể bị nhức đầu, có thể bị đau bụng, có thể bị đau chân, tất tật mọi thứ. Một là quản lý sẽ chuyển cho bạn ở các cái vị trí không tiếp xúc với khách. Hai, quản lý sẽ cho bạn đi về, bởi vì bạn không đủ sức khỏe và tinh thần để phục vụ khách trong ngày hôm đó. Họ thà phục vụ thiếu người chứ họ sẽ không để cho bạn ảnh hưởng đến tinh thần của những khách khác. Và ông biết rằng là cái hội chứng ảnh hưởng này nó bị lây các bạn. Nếu ông tin bữa nào mà sau này khi bạn đi học tập trung lại, bạn để ý giùm thầy rằng là ngồi trong lớp á, chỉ cần mà bữa nào học mà mệt mệt căng căng, một người mở miệng ngáp một cái, cảm giác là những người khác mà thấy hoặc là nghe đó bạn, thì làm sao ạ? Bị ngáp lây. Đó chính là hội chứng dây chuyền. À, vì vậy đó là những cái mà các bạn cũng cần lưu ý và cần tránh trong cái vấn đề mà các bạn với vấn đề mà chúng ta xử lý về tâm trạng của chúng ta. Rồi, tiếp theo trong vấn đề về nụ cười đó chính là duy trì ánh mắt thiện cảm trong suốt quá trình giao tiếp tiếp xúc với khách hàng. Ánh mắt thiện cảm trong suốt quá trình giao tiếp với khách hàng là ánh mắt như thế nào ạ? Có bạn nào có thể định nghĩa giùm thầy thế nào được gọi là ánh mắt thiện cảm với khách hàng trong suốt quá trình giao tiếp mà? Ai có thể cho thầy biết là thế nào được gọi là ánh mắt thiện cảm ạ? Xin mời ạ. Bạn nào có thể phát biểu giùm thầy với họ? Thế nào gọi là ánh mắt thiện cảm? Duy trì mắt thiện cảm. Ánh mắt thiện cảm là mắt làm sao ta? Xin mời một bạn. Xin mời. Xin mời ạ. Ok, xin mời Trân ạ. Dạ thưa thầy, em nghĩ ánh mắt thiện cảm là ánh mắt biết cười á thầy.
ánh mắt biết cười. Trời ơi, em lại giúp, em lại dẫn các bạn đi từ định nghĩa này sang một định nghĩa khác. Ok, vậy thầy hỏi tiếp, ánh mắt biết cười là ánh mắt sao ta? Dạ, nói giỡn thôi chứ theo em thấy á, ánh mắt thiện cảm á, là khi mà mình nói chuyện với khách á, thì mình hãy nhìn nhìn thẳng, đừng có đừng có liếc liếc qua liếc lại á, nhìn nó hơi gian. Nhìn thẳng vô đâu em? Dạ, nhìn thẳng vô cái nhìn thẳng vô cái mũi hoặc là cái phần ngay giữa, ngay phía giữa của cái phía giữa chân mày của khách á. À vậy đó hả? Ok, dạ. Cảm ơn Trân. Ok, mọi câu trả lời rất chính xác. Các bạn thấy là có rất nhiều bạn bị hoang mang về vấn đề một cái ánh mắt thiện cảm trong quá trình giao tiếp khách hàng. À, thực tế các bạn, ánh mắt thiện cảm ở đây, bạn để ý là cái sắc thái ánh mắt của các bạn nó nói lên rất nhiều thứ. Bữa nào mà bạn đang buồn ngủ đi, bạn nhìn trong kính, bạn chụp hình lại đôi mắt của các bạn. Khi nào mà bạn được vui vẻ, bạn được đi chơi, ví dụ sắp tới là hết dịch nè, bạn cảm thấy vui vẻ, bạn chuẩn bị được đi chơi á, bạn sẽ thấy ánh mắt của các bạn nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Và khi bạn đang buồn, à, ánh mắt bạn cũng sẽ khác, bởi vì người ta hay nói chính là gì, ánh mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, đúng không ạ? Vì vậy, ánh mắt phản ánh đúng được về bản chất của như là cũng như là về tính cách của con người đó. Vì vậy khi các bạn giao tiếp với khách hàng, bạn nên lưu ý giùm thầy một vài yếu tố sau. Thứ nhất là mắt, phải nhìn mắt khách hàng, à, mắt đối mắt. À, nếu trong trường hợp có một vài bạn, không biết ở lớp mình có ai bị trường hợp này không, đó là bị hội chứng sợ nhìn vào mắt khách hàng hay nhìn vào mắt của nhau đi. Các bạn sợ nhìn và bạn cảm thấy run sợ, bạn cảm thấy e thẹn, bạn cảm thấy ngại ngùng, rất nhiều lý do. Vì vậy nếu như bạn sợ nhìn vào ánh mắt đó thì bạn hãy nhìn ở một điểm nhìn thầy, đó chính là phần giữa của hai chân mày, đúng không ạ? À, và giữa của cái trán, đúng không ạ? Không nhìn quá lên đỉnh đầu nha các bạn, cũng không nhìn dưới cái phần giữa chân mày, đúng không ạ? Đó là một trong những cái cách để chống chế dành cho những bạn nào có cái hội chứng sợ nhìn vào mắt của người lạ hoặc là sợ nhìn vào mắt khi vấn đề giao tiếp. À, thì đó là cái các bạn cũng cần lưu ý. Và một cái lưu ý nữa là khi các bạn nhìn vào mắt khách hàng hay nhìn vào mắt của bạn bè mình khi giao tiếp á, bạn cứ việc thoải mái, nhẹ nhàng chớp mắt nếu như bạn mỏi mắt, đúng không ạ? Có nhiều bạn nghe không hiểu rõ lắm, nhìn vào mắt khách hàng khi giao tiếp là ráng căng mắt của mình ra, nhìn tập trung với mắt khách hàng, đến khi nào hết cuộc giao tiếp thì mới dám chớp mắt, là không phải, đúng không ạ? Làm cho mắt của bạn sẽ rất là mỏi và đôi lúc bạn sẽ trợn trắng mắt bạn lên luôn. Vậy nó cũng sẽ không có tạo nên cái hiệu ứng cũng như hình ảnh đẹp trong vấn đề giao tiếp. Vì vậy bạn cũng nên nhớ là sử dụng ánh mắt một cách hợp lý, tự nhiên nhất có thể. Rồi, chúng ta đến hai nhỏ tác phong chuyên nghiệp. Đầu tiên sẽ là hướng dẫn. Bạn check nó là giùm thầy nha. Cái này các bạn viết xong các bạn báo thầy nha. Dạ xong rồi thầy ơi. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn thấy là chúng ta bị một cái ảnh hưởng, nó liên quan đến vấn đề về thói quen. Khi bạn chỉ hoặc là bạn hướng dẫn cho một ai đó hoặc là chỉ dẫn một cái gì đó thì chúng ta hay có cái thói quen dùng một ngón tay, đúng không ạ? Dùng một ngón tay, thậm chí là bạn có một vài bạn có cái thói quen là chỉ ngách mặt lên nhìn về cái hướng mà bạn đang muốn chỉ thôi. À, đó là những cái hành động chưa thể hiện cái tác phong chuyên nghiệp.
thế các bạn muốn chỉ hoặc là hướng dẫn khách một cái hướng đi hoặc một cái lối đi, hoặc là chỉ dẫn hoặc là dắt khách đi, thì bạn nhớ giùm thầy là chúng ta sẽ dùng đôi bàn tay của chúng ta để làm cái hướng mũi tên trong vấn đề mà chúng ta chỉ dẫn khách. Mà để cho chúng ta sử dụng được cái bàn tay, chúng ta sử dụng hướng mũi tên một cách chuyên nghiệp, thì khi các bạn sử dụng nhớ lưu ý giùm thầy, đó chính là bàn tay của chúng ta sẽ là khép hờ, đúng không ạ? Nghiêng góc 45 độ. Rồi, và chúng ta sẽ hướng cái lòng bàn tay về cái phía mà các bạn đang muốn chỉ và hướng dẫn cho khách. À, chúng ta tránh dùng một ngón chỉ trỏ khách hoặc là nghếch mặt lên để mà hướng dẫn cho khách. À, nó sẽ không thể hiện cái yếu tố chuyên nghiệp trong cái tác phong hướng dẫn của các bạn. Chúng ta tới một cái tố tác phong chuyên nghiệp tiếp theo, đó chính là về tư thế khi các bạn làm việc. Ok, xin mời các bạn take note ạ. Cái này các bạn viết xong các bạn báo thôi. Dạ xong rồi thầy ơi. Ok. Rồi. Các bạn thấy là những cái tư thế mà chúng ta được phép sử dụng khi chúng ta ở những cái khu vực làm việc hay ở những cái khu vực công cộng, hay còn gọi là những khu vực có khách hàng xuất hiện. Đó là một là các bạn sẽ để hai cánh tay mình, tay trái nắm tay phải, nắm hờ tay phải, và các bạn để ở phần trước cái thắt lưng của chúng ta. Đúng không? Đó là tư thế thứ nhất. Tư thế thứ hai là tư thế bạn sẽ để tay trái nắm tay phải ở phía sau phần thắt lưng của các bạn, sau lưng của các bạn, và nắm hờ. Và các bạn phải luôn luôn đứng trong tư thế thẳng thớm để các bạn chuẩn bị sẵn sàng đón khách. Nếu có nhiều bạn nói em mỏi chân quá thì sao, thì bạn có thể được phép đứng một chân và nghỉ một chân. Những cái tư thế mà các bạn hạn chế các bạn sử dụng, cũng như là những cái cách các bạn đứng các bạn không nên sử dụng. Thứ nhất là có rất nhiều bạn bị một cái tình trạng, đó chính là các bạn mang giày nhiều trong một ngày á, các bạn bị đau chân. Rồi, tranh thủ lúc vắng khách các bạn đứng các bạn làm gì ạ? Sẽ có rất nhiều bạn tháo đôi giày ra, đi chân trần lên thảm hoặc là đi lên cái nền gỗ của nhà hàng khách sạn của bạn. Cái cảm giác mà bạn vừa tháo cái đôi giày mà sau một khoảng 4-5 tiếng bạn đứng và bạn đi tới bạn làm việc á, bạn bước lên trên thảm hoặc là bạn bước trên một cái sàn gỗ, sàn gạch đó, cái cảm giác nó sướng vô cùng luôn các bạn. Nhưng đã có rất nhiều trường hợp xảy ra là nhân viên cứ nghĩ là khách vắng, thế là nhân viên làm những hành động đó. Bỗng nhiên khách hàng xuất hiện, nhân viên luống cuống, không thể nào mang giày vào kịp. Đâu ạ? Và đã có từng có trường hợp một bạn nhân viên nữ tháo cái đôi cao gót của mình ra. Đó là tháo một chân đó bạn, tháo một chân và giữ một chân. À, và khi khách hàng tới thì vô tình làm sao tháo cái đôi cao gót đủ của bạn. Tại vì nó đứng thì bạn sọt nó hơi nhanh quá, làm những cái đôi cao gót đó nó bị lật ngửa ra và nó nằm xuống mặt sàn luôn. Dẫn đến là bạn không thể nào xỏ được và khách đang cứ thế bước vô và bạn phải ra mở cửa và lúc đó là bạn cứ chân thấp chân cao bạn đi ra và mở cửa cho khách. À, nó gây nên một cái hình ảnh thật sự là không hề đáng yêu chút xíu nào. Nó thể hiện một cái sự không chuyên nghiệp trong vấn đề mà sẵn sàng phục vụ khách hàng, cũng như rằng là một cái tư thế, cũng như là một cái tác phong diện mạo của người nhân viên không hề bao giờ đúng chuẩn hết. Và vì vậy các bạn thấy là trong nhà hàng khách sạn chúng ta luôn luôn có một cái nguyên tắc, đó chính là 50-50. 50-50 này được gọi là sử dụng như thế nào? Khi nhà hàng hoặc là khu vực có các bạn làm việc bán khách thì quản lý sẽ sắp xếp cho các bạn là 50 đứng trực tại bên ngoài và 50 bước vào bên trong ngồi nghỉ.
Và cứ thế hết giờ, hết cái thời gian mà chúng ta quy định, ví dụ như nửa tiếng hoặc 1 tiếng, thì các bạn sẽ đổi với nhau và chúng ta sẽ thay phiên nhau. Khi các bạn đứng cái vị trí đẹp và tốt nhất ở bên trong một cái nơi bạn làm việc, bạn nhớ giùm thầy là không bao giờ được phép quay lưng lại cửa ra vào, các cái cửa vào ra vào, đúng không ạ? Và bạn nên nhớ là luôn luôn đứng hướng mắt về các cái cửa ra vào để làm gì? Để bạn có thể quan sát và báo hiệu tất cả các khách hàng có thể đến với bạn bất kỳ lúc nào từ xa, tránh tình trạng để khách đến quá gần các bạn thì các bạn mới vội vã và luống cuống để các bạn phục vụ khách hàng. Những cái tư thế nó mang yếu tố không được tốt cũng như là không được đẹp trong quá trình các bạn phục vụ, ví dụ như chống nạnh à, bạn chỉ chống nạnh khi nào thôi ạ? Chắc là chỉ chống nạnh khi đi chửi lộn thôi đúng không ạ? Cái nữa là làm gì ạ? Bỏ tay vào túi quần. Ai được phép bỏ tay vào túi quần khi nói chuyện ạ? Chỉ có một người duy nhất thôi, đố các bạn đó là ai? Dạ là khách đó thầy. Một là khách, hai chính là chủ của chúng ta. Chỉ có thể là boss à, không khoanh tay. Theo như một nhà nghiên cứu về tâm lý học thì họ nghiên cứu rằng là khi con người ta giao tiếp mà trong cái tư thế khoanh tay đó các bạn, thì họ đang trong một cái tư thế gọi là phòng thủ. Phòng thủ ở đây có nghĩa là cố thủ và tránh cái sự tấn công à, nó thể hiện cái sự không tự tin và hơi một chút gì đó e sợ. Vì vậy bạn không nên khoanh tay khi bạn giao tiếp với khách hàng. Rồi, chúng ta chào đón. Rồi, các bạn check nó giùm thầy phương pháp chào đón. Xong rồi thầy ơi. Ok. Các bạn thấy hầu hết các khách sạn 5 sao quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh này luôn luôn bắt đầu bằng một cụm từ khi họ giao tiếp với các bạn qua điện thoại hoặc trực tiếp như sau. Ví dụ như các bạn gọi điện thoại đến, họ sẽ luôn luôn là xin chào, thank you for calling Sheraton Hotel for speaking, how may I help you? À, họ sẽ luôn luôn bắt đầu bằng cụm từ gì? Để đố các bạn trong cái câu mà thầy vừa nói nó có cái điểm gì đặc biệt không ạ? Có cái cụm từ gì ạ? Xin chào đúng không ạ? Bạn thấy cái cụm từ, vậy có nhiều bạn thắc mắc, trời, vậy thầy có đang bị mắc một cái lỗi giao tiếp đó là tiếng Anh và tiếng Việt lẫn lộn hay không? Xin thưa, đây chính là một trong những cái yếu tố là làm nên đặc biệt của cái ngành dịch vụ du lịch nhà khách sạn của mỗi một quốc gia, mỗi một địa phương. Đó chính là việc sử dụng cái câu chào của bản ngữ. Ví dụ như ở Việt Nam đi, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ luôn luôn bắt đầu cái câu chào đó chính là xin chào, rồi sẽ là ví dụ như buổi sáng xin chào, good morning for speaking, how may I help you, hay là cái gì đó đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu xin chào để báo hiệu và để cho khách hàng biết rằng là à, xin chào có thể thay cho cụm từ hello đúng không ạ? Và xin chào có nghĩa là gì ạ? Hello đúng không ạ? Để cho khách sử dụng tiếng Anh để họ biết. Tương tự, đây cũng là một cái mà các bạn cũng nên để ý, nếu như các bạn có dịp các bạn đi du lịch ở các cái quốc gia khác nhau thì khi bạn cần sự hỗ trợ gì thì hoặc là bạn gọi điện thoại xuống lễ tân hay gì đó thì bạn sẽ thấy là luôn luôn nhân viên sẽ luôn luôn bắt đầu bằng hai cụm từ, đó chính là cái tiếng chào địa phương của họ, sau đó họ mới sẽ dùng cái ngôn ngữ chung đó chính là tiếng Anh à, vì vậy để các bạn có thể hiểu lên cụm từ xin chào à, ok. Tác phong chuyên nghiệp ạ à, chúng ta sẽ đi về vấn đề về đồng phục ạ à. Rồi các bạn thắc mắc như này.
Dạ xong rồi thầy. Rồi, đồng phục. À, hai các bạn, đồng phục đẹp nhất khi chúng ta sử dụng như thế nào ạ? Bạn sử dụng đồng phục đẹp nhất khi nào ạ? À, trước đây á, có một trong những cái lý do và một trong những cái nguyên nhân có rất nhiều bạn trẻ chọn làm việc trong cái ngành dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn bởi vì một lý do rất là nghe nó hơi buồn cười chút xíu, đó chính là vấn đề về đồng phục các bạn. Có rất nhiều bạn nói trời ơi, cả cuộc đời em từ lúc em lớn, từ nhỏ tới lớn tới giờ chưa bao giờ em được mặc một cái áo vest, nhưng khi em đi làm ở trong nhà hàng hoặc là trong khách sạn em mới biết cái áo vest là như thế nào, thậm chí một cái cà vạt cũng giống như vậy. Các bạn quay trở lại thời gian một chút xíu, các bạn nhớ lại giùm thầy, có phải là khi các bạn đi học ở trường cao đẳng du lịch Sài Gòn này, các bạn mới biết cái việc mà thắt cà vạt là như thế nào đúng không ạ? Cũng như là bạn biết một cái áo vest nó sẽ như thế nào, hình như khóa của các bạn là đồng phục bắt đầu có vest đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng là cái vấn đề ở đây, đồng phục, có rất nhiều bạn đi làm cũng vì đồng phục, và vô làm rồi chê đầu tiên cũng chính là đồng phục. Thực tế các bạn, đồng phục nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện văn hóa công ty. Nó thể hiện một cái gì đó đặc trưng của văn hóa công ty, một cái gì đó đặc trưng cho cái thương hiệu mà các bạn đang mặc. Nếu như các bạn thấy là nếu các bạn đi các hãng hàng không quốc gia thì ở trên thế giới thì họ luôn luôn mặc một cái gì đó, trang phục truyền thống quốc gia đó, điển hình như Vietnam Airlines. Họ luôn luôn mặc áo dài trong quá trình phục vụ, nhưng thực tế như các bạn, áo dài không có đúng chuẩn để mà trong quá trình phục vụ, bởi vì sao ạ? Nó khá là rườm rà và nó dễ làm gì ạ? Dễ va vấp khi mà các bạn phục vụ. Đúng không ạ? Nhưng đây là hình ảnh quốc gia. Vì vậy các bạn thấy hầu hết các anh chị tiếp viên, các chị tiếp viên trên các chuyến bay, di chuyển trên chuyến bay lối đi rất là hẹp, phải phục vụ khách, nhưng họ vẫn phải sử dụng áo dài, trang phục áo dài. Đó là Vietnam Airlines. Còn đối với các hãng hàng không khác, ví dụ như những hãng hàng không giá rẻ đi các bạn, ví dụ như Vietjet hoặc là Jetstar đi, trước đây có Jetstar hoặc là giờ Vietjet chưa? Thì bạn thấy là cái trang phục của họ nó mang một yếu tố gì đó nó đơn giản hơn, mặc một cái áo thun, một cái quần tây bình thường thôi các bạn. Thì đó cũng là thể hiện cái văn hóa công ty, thể hiện cái sự thân thiện, trẻ trung và tiết kiệm tối đa trong cái chi phí. Điển hình là gần đây nhất là bạn mới thấy cũng có rất nhiều hãng hàng không mới ra, ví dụ như Bamboo Airways hoặc là Viettravel Airlines, thì nó cũng mang những cái hơi hướng và sắc thái riêng thể hiện qua cái đồng phục của cái đơn vị đó. Rồi chúng ta tiếp tục tới một yếu tố tiếp theo nữa, đó chính là vấn đề về đồng phục. Các bạn thấy là sau này khi các bạn làm ở các khách sạn và nhà hàng 5 sao, các bạn sẽ không bao giờ được phép mang đồng phục của mình về nhà. Mỗi một ngày khi các bạn đi làm, các bạn sẽ mặc một bộ đồ bình thường, có là bạn mặc đồ, có thể mặc quần short, có thể mặc áo thun, có thể mặc quần dài, có thể mặc, và bạn có thể mang bất kỳ cái gì, giày dép, sandal, dép lào, cái gì cũng được. Nhưng khi bạn bước đầu vào khách sạn hoặc là nhà hàng bạn làm việc, thì bạn sẽ chuyển sang, bạn sẽ tới cái khu vực phát cái đồng phục á, bạn nhận đồng phục tại đây, bạn sẽ thay đồng phục theo đúng bộ phận mà các bạn được làm việc, cũng như là bạn sẽ mang những cái trang phục phù hợp, giày hoặc là giày, các loại giày phù hợp cho cái vị trí mà các bạn làm việc. Và hết ca thì bạn sẽ phải để lại các đồng phục này, giày thì bạn phải bỏ lại trong locker của mình, đồng phục, quần áo thì bạn sẽ để lại cho khách sạn hoặc resort, thì họ sẽ giặt cho các bạn, và ngày hôm sau họ sẽ ủi thẳng thớm để các bạn vào ca, các bạn có đồng phục mới, các bạn làm việc, bạn sẽ không cần phải care lắm về vấn đề về chăm sóc đồng phục của mình. Rồi chúng ta tới vấn đề về trang điểm. Rồi các bạn trang điểm. Dạ xong rồi thầy.
Rồi. Chúng ta nói về vấn đề trang điểm trước ha các bạn. Nhưng trước khi nói vấn đề về trang điểm thì thầy hỏi các bạn nam trong lớp của mình. Con trai khi đi làm trong ngành nhà hàng khách sạn có được trang điểm hay không? Các bạn nam trả lời nha. Rồi, thì mời một bạn. Con trai khi đi làm trong ngành nhà hàng khách sạn có được trang điểm hay không? Xin mời bạn nam nào ạ. Thầy gọi ngẫu nhiên nha. Có ai trả lời không? Thôi gọi là gì? Không ai xung phong là thầy gọi ngẫu nhiên nha. Ok. Rồi. Xin mời một bạn nam. Ôi trời, lớp mình hình như thầy thấy nữ, mình nữ nhiều hơn. Thái Huỳnh Long là nam đúng không ạ? Dạ đúng rồi thầy. Ok, xin mời bạn. Theo bạn, con trai đi làm trong ngành nhà hàng khách sạn có được trang điểm không ạ? Dạ thưa thầy là được. Được trang điểm. Ok, vậy em liệt kê cho thầy được trang điểm như thế nào ạ? Cụ thể ạ? Được làm những gì ạ? Dạ thưa thầy là có thể làm cho mình da dẻ của mình sạch sẽ trắng. À ok, da dẻ sạch sẽ trắng hơn bằng cách là dùng các cái loại ví dụ như là gì ạ? Dạ sữa rửa mặt hoặc là sữa rửa mặt hoặc là gì ạ? Là những cái loại cream bình thường đúng không ạ? Ok. Rồi, có gì nữa không em? Dạ thưa thầy hết. Ok, cảm ơn bạn. Ok, có bạn Cao Dương Liên. Ok, tên dài quá thầy đọc không hết được nha các bạn. Có bạn nhắn với thầy là dạ được, nhưng mà make up sương sương thôi thầy. Sương sương. Thế nào gọi là sương sương dành cho nam ạ? Các bạn nam, cho thầy biết là thế nào được gọi là make up sương sương cho nam ạ? Hay như các bạn đang trả lời. Ok, xin mời một bạn tiếp theo. Nhật Nam. Nhật Nam. À, dạ có em thầy ơi. Ok, theo em mà có bạn nói là nam được phép make up xương xương, vậy make up xương xương của nam là make up những gì ạ? Dạ thưa thầy là đánh phấn mặt. À đánh phấn mặt. Ok, rồi có gì nữa không ạ? Một chút kẻ mắt. Một chút kẻ mắt. Ok, kẻ mắt rồi. Ok, tiếp. Hết biết rồi thầy ơi. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn nam. Xin mời một bạn tiếp theo cho thầy biết make up xương xương của nam là làm cái gì mà xương xương này hả? Nguyễn Ngọc Hải Huỳnh là nam đúng không ạ? Xin mời Nguyễn Ngọc Hải Huỳnh ạ. Dạ. Alo. Dạ. Dạ. Alo. Sorry, những cái mic của bạn có vấn đề rồi em ơi. Dạ, bạn Hải Huỳnh là nữ á thầy. À nữ, ok sorry em. Rồi chúng ta cùng mời một bạn nam nữa. Hãy cho thầy biết Trương Huỳnh Hữu Trí. Cho thầy biết nam được make up xương xương khi đi làm là làm gì chứ? Theo em nghĩ thì kẻ mắt rồi đánh mặt hơi thầy. À ok, vậy thôi hả? Ok rồi, cảm ơn Trí. Bạn cuối cùng Trương Khắc Hùng, cho thầy biết make up xương xương là gì em ơi? Make up xương xương của nam khi đi làm là gì em? Dạ, theo em là thường em chỉ có sức kem chống nắng với lại bôi một chút xương dưỡng cho cái môi nó nhìn nó tươi tắn thôi. Ok, rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn nam đã đóng góp rất là nhiều cho cái phần make up xương xương của nam. À, trước đây á, nếu mà nói khoảng 3 cho đến 4 năm về trước, nếu mà nói một người con trai mà make up để đi làm á, đây là một điều nghe nó hơi xa xỉ chút xíu, hơi xí xọn chút xíu. À, nhưng thời buổi bây giờ các bạn, cái chuyện mà một con trai make up ra đường đi chơi hoặc đi làm đó là chuyện rất là bình thường. Vậy đối với ngành nhà hàng khách sạn, con trai được phép make up những gì khi đi làm? Thứ nhất, các bạn thấy là đầu tiên á, cái việc mà skincare chăm sóc làn da của các bạn không phải ai cũng có khả năng làm tốt và cũng không phải ai cũng đủ điều kiện về thời gian và tiền bạc để mà các bạn có được duy trì được một cái làn da tốt, làn da đẹp, sáng.
Vì vậy cái việc đầu tiên đó là bạn được phép sử dụng các loại chất, có thể dùng là phấn, có thể dùng BB cream, hoặc là bạn có thể dùng các loại kem nền, làm sao cho da mặt của các bạn nó che đi các cái khuyết điểm. Các khuyết điểm ở đây chính là gì ạ? Các cái tàn nhang, các cái mụn, hoặc là các cái vùng da không đều màu của các bạn. Nhưng các bạn nên nhớ cái việc sử dụng kem hoặc phấn nền cho cái da mặt của bạn nó phải phù hợp và ăn khớp với cái phần cổ của mình nha các bạn. Có rất nhiều bạn thì thấy khi các bạn mới học hoặc là các bạn mới đi làm và trang điểm á, các bạn đi làm và các bạn trang điểm á, các bạn quên mất là các bạn chỉ lo focus vào cái mặt mà các bạn quên focus về cái phần dưới từ cái cằm mình trở xuống. Cho dù bạn mặc áo sơ mi có cổ đi chăng nữa thì bạn cũng nên lưu ý cái phần cổ để làm sao cho cái phần da của các bạn nó sẽ đồng màu với nhau từ phần khuôn mặt với phần cổ. Cái thứ hai mà các bạn nam được phép làm cũng như là được phép make up xương xương đó chính là về phần chân mày. Các bạn được phép làm gì ạ? Kẻ hoặc là các bạn đánh cái phần chân mày của mình làm sao ạ? Cho nó đậm hơn chút xíu. Nhưng nhớ ha các bạn, cái điểm khác biệt giữa chân mày của nam và chân mày của nữ đó chính là cái hình dáng cũng như là cái tạo dáng của chân mày, đúng không ạ? Và cái màu sắc luôn. Đối với nam thì các bạn nhớ là cái chân mày chúng ta chỉ có một màu duy nhất, đó chính là màu gì ạ? Màu đen duy nhất thôi nha các bạn. Chúng ta sẽ không được phép đánh màu nâu hay là cái những cái màu nào đó nó khác biệt chút xíu. Và chân mày của nam thì cái tạo hình nó cũng hoàn toàn khác với nữ. Đó là cái điểm thứ hai mà các bạn nam được phép make up khi các bạn đi làm. Cái thứ ba là các bạn được phép make up khi đi làm, đó chính là về phần môi. Đối với phần môi của chúng ta thì các bạn được phép sử dụng các loại son có màu, nhưng phải là dạng sang son gió và nó màu cực kỳ nhẹ. Nhẹ ở đây đó là tạo nên cái môi của bạn tự nhiên, không được phép quá hồng, không được phép đánh hồng cánh sen hoặc là hồng minor cái gì đó để mà các bạn đi làm, đúng không ạ? Cũng và một cái nữa mà một cái thầy hay khuyên nhân viên của thầy đó chính là sử dụng các loại son bóng, son dưỡng. Son dưỡng ở đây là giúp cho cái môi của các bạn nó ẩm hơn. Có một vài bạn nam á, khi chăm sóc rất nhiều thứ trên gương mặt của mình nhưng quên đi cái phần môi, nó dẫn đến cái môi của các bạn. Có một vài bạn nam như các bạn, cái môi nhìn cái vết nứt á, bạn nó thấy rõ ràng luôn các bạn. Và thậm chí các vết nứt này nó bị bong ra luôn. Nó bong một nửa và nó còn dính lại môi của các bạn một nửa. Đúng không? Và khi các bạn giao tiếp với khách hàng đôi lúc á, cái chính cái phần môi này nó làm cho khách hàng cảm thấy nhìn chúng ta không được sạch sẽ cho lắm. Đúng không ạ? Son gió đem dục cái môi luôn. Son gió thì tùy nha các bạn, nó sẽ có những loại son nó có màu, đúng không ạ? Vì vậy nhớ lượng thì các loại màu nào mà nó cực kỳ nhẹ nhàng, không quá nổi bật, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất ở đây đó là chính là làm sao cho các bạn có được một cái đôi môi nó nhìn nó tươi sáng và nó không được phép bị bong chóc khô. Đặc biệt là có một vài bạn nam có cái thói quen hút thuốc đó các bạn, hút thuốc trong một khoảng thời gian dài á, cái môi của các bạn nó trở nên nó hơi bị tím và nó hơi thâm, thì các bạn cũng nên sử dụng các loại son để làm cho cái môi bạn nó nổi bật cái tông hồng bình thường hơn, chứ để tránh trong quá trình các bạn giao tiếp thì cái đôi môi của chúng ta cũng là một trong những cái mà các bạn cũng khách hàng cũng sẽ chú ý vào cái đôi môi màu sắc của chúng ta. Còn chuyện kẻ mắt thực tế đó các bạn, có rất nhiều bạn hỏi thầy là khi chúng ta đi làm bạn nam có được kẻ mắt hay không, tại sao bạn phải nên kẻ mắt? Bạn thấy rằng là có nhiều bạn nói là em sẽ kẻ mắt, em kẻ ở trong cái phần lồng mắt để làm gì? Để cho em nhìn cho nó có một cái gì đó, đôi mắt em nó sâu hơn. Nhưng đồng nghĩa là nó cũng sẽ làm cho đôi mắt bạn trông dữ hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Nhớ nha, nam đi làm không kẻ cái đuôi mắt nha các bạn. Nhớ kỹ ha. Đó là những cái tối thiểu mà nam được phép trang điểm khi các bạn đi làm trong ngành nhà hàng khách sạn. Rồi, vậy đối với nữ thì chúng ta được phép trang điểm như thế nào? Đối với nữ thì các bạn nữ là chùm rồi đúng không ạ? Trang điểm thường xuyên và các bạn cũng rất rành về vấn đề về trang điểm. Đối với nữ thì lại lưu ý, đây là một đặc quyền trong vấn đề về đi làm của các bạn. Các bạn được phép trang điểm và sử dụng việc trang điểm như là một cái công cụ để giúp cho các bạn trông tươi tắn hơn. Đúng không ạ? Bạn được phép đánh phấn, bạn được phép kẻ chân mày, bạn được phép đánh kẻ mi mắt, nhưng nhớ là vừa phải, không quá đậm, không nhấn đuôi mắt, đúng không ạ? Thầy nhớ có thời kỳ ở Sài Gòn này đang có rộ lên cái mốt là nhấn cái đuôi mắt,
tạo cái đuôi mắt giống như nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập đó các bạn. Cái đó cũng làm cho cái đuôi mắt của các bạn nhìn nó mắt nó to hơn, nhưng mà đồng nghĩa làm cho đôi mắt của các bạn sẽ nhìn sắc hơn rất là nhiều. Và son thì chúng ta sử dụng các màu son tươi tắn, tránh sử dụng các cái màu son nó quá đặc trưng, ví dụ như đỏ hoặc là đỏ tươi các bạn, hoặc là đỏ bầm, hoặc là theo những cái màu nó hơi theo trend một chút xíu, ví dụ màu tím hoặc là màu xanh lơ, và dùng các màu son tươi tắn. Rồi, tóc tai gọn gàng. Đối với nữ thì khi các bạn đi làm trong ngành dịch vụ nhà khách sạn thì bạn nhớ là cũng giống như bên trường, các bạn thấy là cũng đã có quy định là khi các bạn đi làm đối với nữ là tóc phải cột cao hết lên, đúng không? Và các bạn phải dùng cái loại kẹp lưới để bạn bỏ hết toàn bộ cái phần tóc của mình vào bên trong kẹp lưới này. Những cái phần tóc con và tóc mai thì chúng ta sẽ dùng kẹp kim định hình hoặc là dùng sáp hoặc là dùng treo để các bạn vuốt cho nó thẳng lên. Chúng ta sẽ không để cho nó lòa xòa. Còn đối với nam thì tiêu chuẩn để tóc nam đó chính là tóc của các bạn sẽ được không chấm vành tai và tóc của các bạn không được phép chấm cổ áo đối với những cái loại áo sơ mi có cổ. Đây là những cái cơ bản. Bạn để các kiểu tóc bình thường, gọn gàng, không quá xòe xòa và không theo trend. Và trend của tóc của các bạn nam bây giờ là theo kiểu sidepack, các bạn thấy mà uống thì dạng để nó bồng bềnh đó, nhưng mà không được các bạn ha. Gọn gàng, ngăn nắp, và chúng ta phải sử dụng các loại keo định hình để tránh tóc rơi trong quá trình mà các bạn phục vụ khách hàng. Một cái nữa liên quan đến tóc đó chính là râu. Các bạn nam khi đi làm thì phải cạo râu, cắt tỉa gọn gàng. Rồi, chúng ta đi tới phần vệ sinh cá nhân. Xin mời các bạn viết bài. Rồi xong rồi đúng không ạ? Rồi cảm ơn các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi tới vấn đề vệ sinh cá nhân đầu tiên, đó chính là việc tắm rửa sạch sẽ trước khi vào ca và sau khi hết ca. Hầu hết ở trong các cái phòng thay đồ, những cái locker của các khách sạn và nhà hàng đều có khu vực phòng tắm dành cho nhân viên. Ở đây họ cũng sẽ cung cấp luôn cho bạn cả xà bông tắm, sữa tắm, khăn tắm luôn. Đúng không? Vì vậy họ khuyến khích nhân viên của mình ha, tắm trước khi đến khách sạn làm việc, hoặc là đến khách sạn thì hãy tắm, tức là trước ca thì nên tắm để đảm bảo rằng là cơ thể của các bạn sẽ không bị vi khuẩn cũng như là sạch mùi cơ thể trước khi các bạn bắt đầu vào ca làm việc của mình. Hoặc chúng ta tới một cái yếu tố nó khá là nhạy cảm cũng như khá là tế nhị, đó chính là cái việc cái mồ hôi ở trên cơ thể của chúng ta. Đã dùng là mồ hôi thì chắc chắn là không có mồ hôi nào thơm nha các bạn. Không, đừng ai tự hào rằng là mồ hôi của em thơm, mồ hôi của mấy bạn khác không có thơm. Đã dùng từ mồ hôi là tất cả mồ hôi của chúng ta đều nó có mùi, một cái mùi rất là đặc trưng. Và cái mùi này hầu hết là rất là khó ngửi. Vì vậy các bạn thấy là để chúng ta khắc phục cái mùi hôi cơ thể này thì tới thời điểm bây giờ, các cái sản phẩm hỗ trợ cho cái việc khắc phục mồ hôi này nó khá là đa dạng, bao gồm là các loại sáp, loại gel, loại xịt, đúng không ạ? Để các bạn khắc phục mùi hôi này. Vì bạn có thể dễ dàng lựa chọn và tìm kiếm ở trên thị trường rất dễ. Nhưng với thầy một lời khuyên cho các bạn, đó chính là nếu các bạn làm trong ngành này, các bạn phải di chuyển khá nhiều, thì mồ hôi của bạn đồng nghĩa cũng sẽ ra rất nhiều. Vì vậy để chọn một cái loại chất khử mùi tốt cho cơ thể của các bạn cũng như là bảo vệ cái đồng phục của bạn, thì các bạn nên chọn dùng thay các loại xịt. Nó sẽ có cái độ khô nhanh hơn, cái lượng dư chất còn lại trên cơ thể của bạn nó cũng sẽ ít hơn, và đồng nghĩa rằng là quần áo của các bạn, đồng phục của các bạn cũng sẽ được bảo vệ một cách lâu dài hơn, sử dụng lâu hơn. Và đó chính là cái mà các bạn cũng cần lưu ý. Rồi, có một cái cụm từ
mà thầy cũng xin phép luôn là chúng ta sẽ từ bỏ sử dụng nó, chính là cụm từ đó chính là lăng nách, đúng không ạ? Chúng ta không có dùng từ lăng nách, thở xịt nách nha các bạn, đúng không ạ? Chúng ta đã học ngành này rồi thì tất cả ngôn từ của chúng ta khi chúng ta sử dụng nó phải sang, nó phải đẹp hơn trước khi chúng ta học. À, để chúng ta nhớ thì thầy, đó chính là loại các loại xịt khử mùi. Ok, rồi. Chúng ta tới một yếu tố tiếp theo nữa, đó chính là mùi hôi ở miệng của chúng ta. Chúng ta đang nói về những cái mùi mà nó khá là tế nhị. Trong cái việc mà bạn nói là vậy làm sao em biết em có mùi hay không có mùi thầy? Không lẽ bây giờ bạn nhờ bạn kế bên bạn kiểm tra, hay là bạn nhờ ai đó kiểm tra, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng là cái vấn đề mùi này, cho dù bạn có hay không có, khuyến khích của thầy vẫn là nên đề phòng đó, người đó trước, đúng không ạ? Tương tự mùi hôi miệng cũng vậy, các bạn thấy mà mùi hôi miệng nó đến từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, từ vấn đề vệ sinh răng miệng của các bạn, từ vấn đề cơ thể dạ dày của các bạn, hay gọi là bao tử của các bạn có vấn đề, thì nó sẽ tạo ra cái mùi hôi khi các bạn giao tiếp. Vì vậy cho dù đến từ bất kỳ cái nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì cái việc chúng ta tự khắc phục và chúng ta ngăn ngừa đó là trách nhiệm của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy các bạn, để tránh chúng ta vấn đề hôi miệng thì hầu hết ở trong các cái nhà hàng, khách sạn, người ta luôn luôn khuyến khích nhân viên của mình sẽ tự trang bị một bộ dụng cụ kiss cho răng miệng, đó bao gồm là kem đánh răng, nước súc miệng, bàn chải, là nhân viên sẽ phải đánh răng trước, là đánh răng sau khi dùng cơm, đúng không ạ? Dùng cơm tại căng tin trước khi ra phục vụ khách hàng, để thứ nhất đảm bảo tất cả các mùi hôi ở trên răng miệng của mình đều được sạch. Sorry các bạn, mà đợi thầy chút xíu. Rồi, các bạn thấy là cái vấn đề mùi hôi ở trong miệng của chúng ta. Cái việc chúng ta đánh răng, chúng ta súc miệng sau mỗi bữa ăn giúp ta khử mùi hôi của đồ ăn, thực phẩm. Cái nữa rằng là nó sẽ giúp cho các cái mảng bám, các cái thức ăn thừa còn trong khoang miệng của bạn được sạch sẽ hơn. Vì vậy các bạn có thể dùng cái cách đánh răng và súc miệng sau khi các bạn ăn xong. Có một vài bạn có vấn đề về hơi thở các bạn, nó không nằm ở vấn đề về khoang miệng, thì thầy xin phép giới thiệu các bạn một cái loại thực phẩm chức năng nó có bán ở trên thị trường. Đó là một cái hũ nhỏ nhỏ, bạn có thể ra tiệm tay bạn mua, người ta gọi là cái viên uống để thơm miệng đó các bạn. Bạn uống vô trong người của các bạn, nó hoàn toàn về thảo dược như các bạn, nên không có tác dụng phụ, bạn yên tâm. Bạn uống vào bên trong người các bạn, và khi bạn để khoảng 1 đến 2 phút thì khi bạn giao tiếp, cái hơi thở của bạn nó có mùi bạc hà rất là thơm, đúng không ạ? Nó phát huy từ bên trong cái dạ dày, đi qua cái thực quản cũng như là qua cái thanh quản của các bạn luôn. Thì đó là một cái cách khắc phục thứ hai dành cho những bạn có bị hội chứng có mùi ở trong miệng mà không phải từ vấn đề về khoang miệng của mình. Đây là hai cách để các bạn khắc phục vấn đề đó. Cái đó các bạn có thể ra tiệm thuốc tây các bạn mua rất là dễ dàng các bạn. Mình nhớ thầy mua ở tiệm thuốc tây nha, đừng mua ở một là tiệm thuốc tây, hai là các cái cửa hàng bán dược phẩm, ví dụ như là Medicare hoặc là cái gì đó, để đảm bảo về nguồn gốc. Rồi, thầy có một cái đoạn clip tiếp theo chúng ta cùng xem. Xin mời các bạn. Oh.
Các bạn coi được hết clip này không ạ? Có ai cần coi lại clip này không ạ? Dạ không thầy. Ok. Rồi. Thầy có hai câu hỏi dành cho các bạn qua cái đoạn clip vừa rồi. Câu hỏi thứ nhất đó là theo các bạn trong đoạn clip vừa rồi, nhân viên mắc lỗi gì trong vấn đề giao tiếp với khách hàng? Câu số 2 là khách hàng mắc lỗi gì khi giao tiếp với nhân viên? Rồi các bạn nghe rõ câu hỏi không ạ? Câu thứ nhất là nhân viên mắc lỗi gì với khách hàng khi giao tiếp, và câu số 2 đó chính là khách hàng mắc lỗi gì với nhân viên khi giao tiếp. Rồi, thầy sẽ chiếu lại cho các bạn cùng xem lại một lần nữa, và sau đó thì thầy sẽ mời ngẫu nhiên để trả lời. Gian 2 phút để suy nghĩ, sau đó thầy sẽ gọi ngẫu nhiên các bạn trong list để trả lời. Ok, 2 phút suy nghĩ bắt đầu với 2 câu hỏi. Ok, rồi. Bạn nào xung phong trả lời ạ?
Bạn nào xung phong trả lời hai câu hỏi vừa rồi ạ? Xin mời bạn nào xung phong trả lời ạ? Các bạn suy nghĩ xong chưa ạ? Dạ rồi thầy. Ok, rồi xin mời bạn nào xung phong trả lời câu hỏi đầu tiên của thầy. Rồi, không có ai xung phong thì thầy sẽ gọi ngẫu nhiên nha. Xin mời Hồng Nhung ạ. Dạ. Xin mời bạn. Dạ thưa thầy, theo em là nhân viên mắc lỗi trong việc đã không giải thích cho khách hàng là ở đây cấm hút thuốc mà lại chỉ vô cái biển đó thầy. Chỉ vô cái okay. Biển không dùng lời ạ. Còn okay, khách hàng sai gì với nhân viên ạ? Dạ, khách hàng sai ở nhân viên là thái độ mất lịch sự ạ. À, mất lịch sự. Ok, rồi, cảm ơn bạn. Rồi, xin mời một bạn tiếp theo. Xin mời Kim Thanh ạ. Dạ thầy, là khách là nhân viên có thái độ hung hãn với khách, không tôn trọng khách hàng và thái độ không chuyên nghiệp. À ok, cảm ơn bạn. Và, còn khách thì sao ạ? Và còn khách thì có thái độ cũng hung hăng tương tự cũng tương tự với nhân viên. À, ok rồi, cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Qua vài bạn trả lời thì thầy thấy là các bạn nhận nhận biết được vấn đề này rất là qua cách các bạn quan sát. Đầu tiên ạ, chúng ta nói về thái độ của nhân viên với khách hàng trước. Các bạn thấy là nhân viên đối với khách hàng thế nào? Thay vì các bạn phải đến giao tiếp khách một cách nhẹ nhàng đúng không ạ? Giải thích cho khách rõ vì vậy vì đây là khu vực không được phép hút thuốc, mà nhân viên lại dùng một cái hành động đó là chỉ vào khách hàng và dùng cái ngôn ngữ không dùng cho con người đúng không ạ? Dùng vào tiếng gì ạ? Dùng để cho động vật đúng không ạ? Và kêu và báo hiệu cho khách hàng biết rằng là tự khách hàng nhìn vào cái bảng hiệu để biết rằng đây là khu vực không thuốc, dẫn đến khách hàng sao ạ? Họ cũng có một cái thái độ không kém cạnh gì đối với nhân viên, đó là họ tới có một thái độ thực sự là cực kỳ rất bất lịch sự với nhân viên luôn. Nhưng tại sao cái vị khách hàng này họ lại làm điều này với cái chị nhân viên này? Bởi vì họ có một cái kim bài trong tay. Nếu bạn để nào để ý là cái kim bài đó là vẽ gì ạ? VIP đúng không ạ? VIP là viết tắt của từ very important person đúng không ạ? Và bạn thấy rằng là chị này chỉ tin tưởng vào cái thẻ đó của mình và chỉ nghĩ rằng là với cái thẻ này chị có thể làm bất kỳ điều gì mà mình thích và mình mong muốn, chẳng sợ ai cả. À, rồi ok, và chị đã có một kết cuộc người ta gọi là cái kết dành cho cái sự hung hãn của một cái vị khách. Ok, rồi. Vì các bạn thấy là cái vấn đề giao tiếp với khách hàng nó lại cực kỳ là quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn cũng như khách hàng có thể hiểu nhau, thấu hiểu nhau hơn, có thể nắm được thông tin khách hàng, hiểu được nhu cầu khách hàng, truyền tải được thông tin một cách rất là tốt và dễ dàng. Vì vậy, nếu như bạn giao tiếp với khách hàng không có tốt, thì những cái thông tin này hầu như các bạn sẽ rất là khó cho các bạn truyền tải thông tin với khách hàng. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp ba nhỏ giao tiếp. Các bạn thấy trên màn hình này nó có một cái câu hỏi, đó chính là nỗi sợ giao tiếp của bạn là gì? Nỗi sợ giao tiếp của bạn là gì? Rồi, cũng suy nghĩ giùm thầy luôn. Các bạn sẽ có thời gian 2 phút suy nghĩ mỗi một người nha. Đây là nỗi sợ của mỗi người nha các bạn. Không ai sợ, có thể sợ cũng có khả năng xác suất giống nhau, nhưng nó cũng sẽ không có đều. Bạn hãy cho thầy biết bạn sợ gì khi giao tiếp.
giao tiếp với người lạ, giao tiếp với khách hàng, giao tiếp với nói chung là trong vấn đề giao tiếp, bạn hãy cho thầy biết bạn sợ gì khi giao tiếp. Rồi suy nghĩ 2 phút, suy nghĩ bắt đầu. Rồi, ok. Xin mời các bạn. Câu hỏi. Bạn sợ gì khi giao tiếp? Xin mời bạn Yến Tuyết. Dạ, alo, thầy nghe em nói không ạ? Nghe, nghe. Dạ, thầy, lúc nhà giao tiếp, em nghĩ mình sợ nhất là lúc mà mình truyền đạt thông tin với người đối diện đó, thì mình sợ những cái thông tin mà mình nói, những cái ý mình nói sẽ bị lệch hoặc là bị sai với lại cái suy nghĩ của người khác. Hay là mình giao tiếp với số lượng đông người thì cảm xúc của mình sẽ bị lấn át vì mình sẽ bị rung đó thầy. Em nghĩ vậy. À, có nghĩa là hay bị rung khi mình giao tiếp với người khác đúng không ạ? Ok, cảm ơn bạn. Xin mời bạn rất là nhiều Tuyết quá. Xin mời Ngọc Tuyết ạ. Ngọc Tuyết. Xin mời Ngọc Tuyết. Xin mời Lâm Thị Ngọc Tuyết. Lâm Thị Ngọc Tuyết. Rồi chắc Ngọc Tuyết đi ăn cơm rồi. Rồi xin mời Châu Kiết Lâm. Dạ thưa thầy, cái nỗi sợ khi giao tiếp của em là người đối diện không có hứng thú hay là không có lắng nghe với câu chuyện của mình đang kể. À ok, rồi cảm ơn bạn, cảm ơn Lâm. Rồi xin mời Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Mời Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Thầy ơi, Trân N mấy vậy? Thầy N1 hay N2 vậy?
N02. N02. Dạ, nỗi sợ khi giao tiếp của em là khi mà em giao tiếp với khách nước ngoài thì cái vốn từ vựng của em nó bị hạn hẹp thôi. À, ok, là vì vấn đề về ngôn ngữ đúng không ạ? Ok. Dạ. Còn đối với người Việt Nam thì sao Trân? À, đối với người Việt Nam thì nếu như công việc đó em chưa rành lắm mà khách hỏi quá nhiều thì em cũng có hơi sợ một xíu. Kiểu không có tự tin để trả lời cho khách. Ok, rồi cảm ơn em. Xin mời Nguyễn. Nguyễn Thị Hồng Nhung N05. Xin mời Nguyễn Thị Hồng Nhung N05. Ok, rồi. Hoàng Ngọc Gia Bảo 05. Ủa, Nhung. Nhung trả lời chưa rồi Nhung? Nhung ơi. Ok. Xin nghe thầy ơi. Em là dạ, Gia Bảo. Ok, mời Gia Bảo. Cho thầy biết nỗi sợ giao tiếp của bạn là gì Gia Bảo? Dạ là theo em suy nghĩ là trả lời những cái câu hỏi khó của khách. À, ok. Khi khách đặt những câu hỏi khó thì chúng ta cảm thấy bị lúng túng và bối rối đúng không ạ? Okay. Vượt quá khả năng của mình. À, ok, cảm ơn em. Xin mời Minh Nguyệt Đỗ 03. Minh Nguyệt Đỗ. Hay là Đỗ Minh Nguyệt gì đó. Các bạn viết tên nó hơi bị ngược. Minh Nguyệt Đỗ 03. Minh Nguyệt Đỗ, rồi ok, lại đi đâu nữa rồi. Trần Kim Nhật. Trần Kim Nhật N03. Để cho thầy biết nỗi sợ giao tiếp của bạn là gì Nhật. Trần Kim Nhật N03. Rồi, một bạn lại đi đâu nữa rồi. Nguyễn Thị Bích Trâm N03. Trâm ơi. Dạ có em ạ. Ok. Dạ. Cho thầy hỏi nỗi sợ giao tiếp của bạn khi giao tiếp là gì? Dạ là gặp những khách mà kiểu như là người ta say hay là kiểu gì đó thầy, xong rồi người ta bắt bẻ mình những cái không có liên quan tới cái quá trình phục vụ đó thầy. À ok, rồi cảm ơn bạn. Rồi, dạ, chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung tiếp theo. Khi giao tiếp thì bạn nhớ giùm thầy là chúng ta sẽ không được sử dụng lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh lẫn lộn, đúng không ạ? À, đây gọi là một cái hội chứng, nói vui vui, đây gọi là hội chứng Việt Kiều đó các bạn. Nói một từ tiếng Việt và phải đang xem một vài từ tiếng Anh. Đôi lúc một vài từ tiếng Anh không biết tiếng Việt và đôi lúc một vài tiếng từ tiếng Việt không biết nói tiếng Anh sao. À, thì đây gọi được hội chứng Việt Kiều. À, khi các bạn giao tiếp với cái đối tượng khách hàng mà là người lớn tuổi đó các bạn, có thể đối với khách hàng người lớn tuổi họ không rành lắm về tiếng Anh, vì vậy khi bạn giao tiếp với cái cách mà Việt Anh lẫn lộn như vậy, bạn sẽ gây ra một cái cảm giác rất cực kỳ là khó chịu đối với khách hàng này, đúng không? Và đôi lúc họ có thể phàn nàn các bạn bởi vì một vài từ bạn dùng họ sẽ không hiểu hoặc theo gen, đúng không? Còn đối với các khách hàng trẻ thì các bạn cũng không nên, tại vì sao ạ? Tại khi các bạn giao tiếp đó, mà các bạn sử dụng một hoặc một ngôn ngữ không đó, nghe nó rất là dễ chịu. Khi các bạn sử dụng tới một hoặc là hai ngôn ngữ, bạn cứ đan xen với cường độ nó quá nhiều, nó làm cho người ta cảm thấy cực kỳ là khó chịu, mặc dù người ta có thể hiểu hết những cụm từ mà bạn có thể nói. Ok, không sao Minh Nguyệt Đỏ. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục tiếp theo. Không bao giờ được phép nói không. Rồi, các bạn chắc đó là giùm thầy.
Dạ xong rồi thầy. Ok, rồi các bạn thấy là đối với ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn của chúng ta thì tất cả mọi yêu cầu của khách hàng, mọi đề nghị của khách hàng các bạn phải luôn luôn say yes. Các bạn sẽ không bao giờ được phép dùng những cái câu sau, ví dụ như là không có anh chị ơi, bên em không được, cái đó em không biết, hoặc là dạ không, bên em là ai đó làm sai chứ không phải là do em làm sai, đúng không ạ? Bạn sẽ không bao giờ được phép nói không ở đây. Rồi, vì các bạn thấy là khi các bạn giao tiếp với khách hàng, đây là có một cái nằm trong tiêu chuẩn dịch vụ nhà khách sạn 5 sao, đó chính là cái câu tiếng Anh, đó là never say no, không bao giờ được phép nói không với khách hàng. Nhưng có hai thứ chúng ta được phép say no với khách hàng. Hai thứ đó là hai thứ gì? Các bạn sẽ suy nghĩ và các bạn sẽ trả lời cho thầy trong buổi học tiếp theo. Hai thứ các bạn được phép say no với khách hàng đó là gì? Hai thứ các bạn được phép từ chối khách hàng một cách lịch sự đó là gì? Nghe rõ câu hỏi không ạ? Các bạn nghe rõ câu hỏi không ạ? Dạ rõ. Hai thứ các bạn được phép say no. Cảm ơn em. Rồi. Theo như lịch thì tuần này chúng ta còn gặp nhau thứ mấy nữa ta? Dạ theo sáng như... thứ 7 thầy ơi. Ok, sáng thứ 7 và sáng thứ 6 chứ ạ? Dạ, sáng 6, trưa thứ 7 ạ. Sáng thứ 6 và trưa thứ 7. Tính tới thời điểm bây giờ, chúng ta học hết buổi ngày hôm nay là chúng ta đã học được đến 5 buổi. 2 buổi của tuần này nữa là chúng ta đã học 7 buổi. Có nghĩa là chúng ta sẽ còn 2 buổi nữa, 2 buổi tuần tới, tuần sau nữa là chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Vậy các bạn cố gắng theo sát nội dung giùm thầy. Đúng ạ, và nhớ câu hỏi của thầy cho sáng thứ 6 để chúng ta cùng nhau trả lời. Nghe rõ câu hỏi hết chưa ạ? Dạ rõ. Ok rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn vui lòng nán lại ở Zoom một chút xíu để cho cô Trang check note điểm danh lại giùm thầy các bạn mà vô trễ ngày hôm nay. Đó là những bạn nào vô trễ thì vui lòng báo thông tin cho cô Trang để cô Trang điểm danh lại cho các bạn, không thôi các bạn sẽ bị điểm danh vắng ngày hôm nay. Trang ơi, cô Trang ơi. Dạ. Cô Trang giúp Phương điểm danh lại mấy bạn hôm nay vô trễ nha cô Trang. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn cô Trang rất nhiều. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn vào sáng thứ 6. See you, chúc các bạn tối nay ngủ ngon ạ. Dạ, em chào thầy. Ok, chào các bạn, thank you, bye bye. Chào thầy.